Mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game gọi là tựa game Johnny Trigger, là một cái tựa game gọi là gián điệp bạn. Đón cái bộ phim mới là Lannistering, là gián điệp trong hình hài cái con chim cú bạn. À, mình cũng không biết nữa. Ok, mình sẽ vô chơi cái tựa game này được. Sẽ làm bắn. Cho easy, quá easy bạn. Checkboy. Headshot. Ui da, lỡ đạn bạn. Nhảy. Headshot. Quá ngầu bạn. Mới vô mình giỡn vậy thôi đó nè. Giờ mình sẽ đóng vô Lannistering nữa bạn. Này nè, đóng vào. Hên. Không hên đâu, mình tính hết rồi. Headshot nè. Headshot luôn nè. Game là dễ. Ba thằng nè. Hay à. Chết đi. Headshot nè. Trời ơi, cánh hết rồi. Ai mà level 3 là dễ. Gila Master. Trời ơi, headshot. Trời ơi. Cái điệp viên này là chỗ mình mà. Trời ơi. Đứng dưới chi vậy? Đứng dưới để nhắm đầu dễ hơn hay gì? Ôi. Nó. Có đạt rồi. Không headshot được rồi, hơi khó. Pha nhảy đó hơi khó bạn ơi. Nè. Trời, xém. Mình tính hết rồi bạn, level 4 dễ mà. Ui, hai thằng luôn hả? Ui. Điệp viên hạng A mà. Điệp viên hạng A nhưng mà Còn. Chơi tới màn 6 nè. Ui, game dễ quá. Đúng là điệp viên hạng A. Trời ơi. À, lại vào 6 thì dễ hơn. Cái thùng. Trời ơi, tốn đạn chi nha. Ôi. Hết đồ. Mình tính hết rồi bạn. Nè nha. Bắn nè. Headshot nè. Vô cái thùng nè. Trời ơi, tính hết. Không biết. Làm gì được tao. Trời ơi, mình xếp vậy. Nè, là con này. Nè, vô. Ê, hình như. Hên. Không, tính rồi. Chứ không hên đúng không ạ? Tính rồi. Double kill các bạn. Ôi ơi, dễ vậy. Trời ơi, cảm ơn nha. Còn hàng dưới nữa mà mình quên. Là bắn hàng dưới. À, hai viên. Có ai vậy? Yes. Ngầu, cái này mới gọi là súng của điệp viên nè các bạn. Trời, lỗi quá. Hên. Súng có ba kìa. Không, mình nói chứ mình tính hết rồi hên. Yên tâm đi, tao không bắn trúng cái thùng đâu. Vô mà. Nghe mà. Trời. Hết đạn. Nói xe cơ mà. Mày xạo hả con? Súng này thằng nào đỡ nổi. Trời. Đỡ hộ. Ủa, lấy xe đi chứ.
Chơi. Hùi hùi. Trời ơi. Nó dữ vậy. À, headshot liền xuống nè, vừa nổi. Đúng là điều kiện hiện. Nếu các bạn thích video này hay và để lại mình like, một subscribe và nhớ đăng ký kênh để mình có thể một lọc làm tiếp tục sau, và cái style mình làm 5 phút video này sẽ ra liên tục bạn. Bye bye.